Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati đã tổ chức phiên họp nội các khẩn cấp trong ngày 31 tháng 7 sau cuộc công kích của Israel vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut khiến hàng chục người thương vong. Trong tuyên bố của mình, ông Mikati lên án vụ tấn công vào vùng ngoại ô Daye giống như vụ đánh bom các sáng kiến thiện chí cũng như nỗ lực hướng tới sự ổn định. Thủ tướng lâm thời Liban cũng lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị cao nhất của Hamas là Ismail Haniyeh, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang chiến tranh ngày càng tăng trong khu vực sau vụ việc này. Ông cũng lên án mọi cuộc tấn công vào Liban và kêu gọi thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Trước đó một ngày, Israel đã thực hiện một cuộc không kích hiếm hoi vào Beirut mà họ cho là để giết chết một chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah là ông Fuad Suker, người bị cáo buộc đứng sau vụ tập kích tên lửa hôm 27 tháng 7, khiến 12 thiếu niên thiệt mạng tại cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Vụ tấn công vào Beirut của Israel hôm 30 tháng 7 đã giết chết ít nhất một phụ nữ, hai trẻ em và làm hàng chục người khác bị thương. Đây là lần đầu tiên thủ đô của Liban trở thành mục tiêu tấn công của Israel sau gần 10 tháng xung đột.